Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có ý, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời, mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mình đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tháng 12 này, Nhâm Dần sẽ gặp những chuyện gì tốt? Cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng và tích cực hơn? Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Tìn, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch 12 tháng 12, tức ngày mùng 5 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Giáp Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 12, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày mùng 3 tháng 2, tức ngày 15 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 12, tức ngày 27 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 12, tức ngày 8 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần trong tháng 12 âm lịch. Nhâm Dần Thủy gặp Kỷ Âm Thổ là chính tài, nghĩa là thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Nhâm Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong tháng này, các gia chủ Nhâm Dần sẽ chú ý ngày âm lịch 24 tháng 12, tức ngày 31 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch,
động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để giúp các gia chủ hóa giải được thị phi, xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở. Quý anh chị tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp, đối với người tuổi Nhâm Dần thì tháng 12 âm lịch là thời điểm bản mệnh sẽ không phải trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp. Những ai có cố gắng thì đã có vị trí nhất định. Tháng này không hoàn toàn phải lo lắng quá nhiều vì công việc, khối lượng công việc cũng giảm đi đáng kể. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng, đừng chần chừ, do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì gia chủ có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, người tuổi Nhâm Dần sẽ có một năm khá may mắn về vấn đề tài lộc. Điều này có thể mang lại cho bạn những phúc lợi và tiền lương tốt hơn. Quý gia chủ sẽ nhận được lợi ích, kế thừa và sự giúp đỡ từ những người bạn. Những người tuổi Nhâm Dần là những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm. Tháng này, quý gia chủ có thể sử dụng một phần tiền của mình để đầu tư vào một liên doanh mới. Đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội nếu được thực hiện với sự giúp đỡ của các chuyên gia tài chính. Một chút nghiên cứu nghiêm túc cũng sẽ giúp ích cho quý gia chủ. Bên cạnh đó, chính tài xuất hiện dự báo nguy cơ mất tiền liên quan đến các trò đỏ đen, may rủi. Tháng này, Nhâm Dần tuyệt đối tránh xa các vấn đề về cờ bạc, lô đề, nếu không sẽ gặp thất thoát về tài chính rất nhiều. Tháng này, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần khá tốt, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy là vòng tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Vòng tam giáp khai vận là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe và chiếu tài lộc cho tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm vòng tam giáp khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về tình cảm, về phương diện tình cảm của người tuổi Nhâm Dần trong tháng này thật sự không khởi sắc. Đối với những người đã có gia đình, có những xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ khi có mâu thuẫn xảy ra. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình cũng sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lời giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Để tăng hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Nhâm Dần nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ hóa giải mâu thuẫn, kích hoạt tình duyên và tăng cường các mối quan hệ. Về sức khỏe, người tuổi Nhâm Dần trong tháng 12 âm lịch có sức khỏe rất tốt. Trong tháng này, quý gia chủ nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội. Đồng thời, cũng có họa thị phi nên giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất. Do mệnh chủ Nhâm Dần có sức khỏe tốt hơn rất nhiều và thường chú ý về việc tập thể dục, cho nên các bệnh nhẹ và đau xương khớp của tuổi già thỉnh thoảng sẽ không có tác động. Những gì quý gia chủ cần để mắt đến là giữ một chế độ ăn uống lành mạnh và giải pháp tốt
gồm ăn ít dầu mỡ và thích ăn cay, đi dạo sau bữa tối hoặc dậy sớm để thể dục buổi sáng. Để có thể gặp được may mắn và thành công, quý gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Trên đây, chúng tôi đã vừa chia sẻ với quý anh chị về vận trình tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tháng này, trên mọi phương diện đều khá ổn định. Điều quan trọng là hãy giữ gìn sức khỏe. Với quý gia chủ mà nói, tuổi này sức khỏe là quan trọng hơn tất thảy. Để may mắn thành công, có sức khỏe thì quý anh chị hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp, thì quý anh chị có thể liên hệ bằng cách để lại thông tin dưới phần bình luận, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào trong những video lần sau.